Quý vị và các bạn thân mến, nhờ các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế cho lao động nông thôn, cùng với sự nỗ lực của bản thân, đời sống bà con dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ đã từng bước phát triển và thoát nghèo bền vững. Một trong những nông dân người dân tộc Khmer chịu thương chịu khó mà chúng tôi nhắc đến đó là anh Châu Trường ở xã Thế Đông, huyện Cờ Đỏ. Gắn bó với cây lúa bằng sự cần cù, nhạy bén trong sản xuất, lại biết cách tích góp, nên mỗi năm anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng, đời sống gia đình ngày càng nâng cao. Đây là trà lúa OM 5451 của anh Trường, được chúng tôi ghi hình khi lúa được 60 ngày tuổi. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới thu hoạch, nhưng anh rất phấn khởi bởi hiện nay giá lúa đang ở mức cao. Rất phấn khởi, rất vui mừng luôn nữa. Nuôi mình làm ăn vậy, mình nói chung mình làm phấn khởi, ví dụ mình lúa thóc nó có giá cả, cái giá nó có, vì năng suất nó làm nó cũng được, bây giờ mình làm nhà không mà thành hiệu quả nó cũng cao một tí. Nó tốn phí nhiều, tốn chi phí nhiều. Năm 2005, với ba công ruộng được cha mẹ cho khi ra riêng, cuộc sống gia đình anh Trường khá chật vật. Anh quan niệm rằng là người nông dân, có gắn bó bỏ công cho ruộng đồng thì ruộng đồng sẽ cho cuộc sống ấm no. Nên ngoài canh tác ruộng của gia đình, anh Trường còn làm thuê nhiều việc ở các cánh đồng khác, đi thu mua lúa cho các doanh nghiệp. Có được bao nhiêu tiền, anh đều tiết kiệm để mua thêm đất, mở rộng sản xuất. Đến nay, số ruộng của gia đình anh Trường đã lên đến 80 công. Xong rồi ngành nông bên ruộng mình cũng muốn đi lên từ ruộng, chạy xe ôm này kia, nó dành dụm cứ thứ chút vậy đó, mà dành dụm được số cứ 5 công, 2 công, 4 năm công cũng có. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, 2 năm trở lại đây, anh chuyển sang trồng lúa chất lượng cao. Giá cả tốt, đầu ra cũng ổn định hơn, đã giúp gia đình nâng cao thu nhập. Chỉ tính riêng lợi nhuận từ ruộng mỗi năm trên 200 triệu đồng. Trong 2 năm gần đây thì hộ ông Châu Trường thì cũng đã được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Hiện hội cũng đang đề xuất là năm 2023 đề xuất là khen thưởng nông dân là sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Kinh tế ổn định, anh Trường tích cực tham gia đóng góp vào hoạt động hội và của địa phương. Anh cũng được bà con bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.